những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Máy bay tới Mỹ hạ cánh khẩn cấp ở Nga, Washington quan tâm. Tin báo Mỹ có bằng chứng về thủ phạm đổ đập Kakova, NATO, Liên minh châu Âu tuyên bố Nga đã phạm tội ác. Nga Ukraine giao tranh ác liệt dọc chiến tuyến. Tháo chạy bất thành khỏi hướng Latvia, 6 xe tăng cùng hơn 3 đại đội Nga bị tiêu diệt bởi lực lượng Ukraine. Các tin tức thế giới đáng chú ý Cựu tư lệnh NATO cảnh báo vụ đối đầu tàu chiến Mỹ-Trung có thể khơi mào chiến tranh. Đảng chính trị áo công bố nhầm lãnh đạo vì lỗi đánh máy. Iran công bố tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên, Mỹ lập tức trừng phạt tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thì Nguyễn mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Máy bay tới Mỹ hạ cánh khẩn cấp ở Nga, Washington quan tâm. Kính thưa quý vị, Washington không loại trừ khả năng có hành khách Mỹ trong chuyến bay thuộc hãng hàng không Air India, Ấn Độ, phải hạ cánh khẩn cấp xuống Nga. Phát ngôn viên của hãng hàng không Air India cho biết, chuyến bay mang số hiệu AI-173 đang trên hành trình từ Delhi, Ấn Độ đến San Francisco, Mỹ thì gặp sự cố kỹ thuật với một động cơ. Sự cố khiến cho chiếc Boeing 777 chở 216 hành khách và 16 thành viên phi hoàn đoàn phải chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Magadan của Nga vào ngày 6 tháng 6. Magadan là thị trấn cảng trên bờ biển Okhotsk thuộc vùng viễn Đông Nga, Hãng Air India cho biết các hành khách trên chuyến bay sau đó được giới chức địa phương tạo điều kiện hỗ trợ. Hãng dự định triển khai một máy bay khác đến Magadan để đón khách và tiếp tục hành trình. Reuters cho biết, cơ quan hàng không Nga Rosaviasia đã kiểm tra điều kiện kỹ thuật của chiếc Boeing 777 sau khi nó hạ cánh khẩn xuống sân bay Magadan. Phía Nga cũng cho phép hãng Air India bổ sung chiếc khác để đón hành khách tiếp tục cuộc hành trình vào hôm nay, ngày 7 tháng 6. Một nhân viên sân bay Magadan nói hành khách trên chiếc máy bay trị giá 200 triệu USD đã được đưa đến các khách sạn bằng xe buýt. Người này nói máy bay được bảo vệ trong thời gian chờ các chuyên gia của Air India đến. Động cơ gặp vấn đề, có thứ gì đó chảy ra ngoài, họ sẽ xem xét sau. Do chuyến bay chở nhiều người xuất phát từ Ấn Độ đến Mỹ nên giới chức Washington không loại trừ khả năng trên khoang có công dân Mỹ. Reuters dẫn lời phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel hôm ngày 6 tháng 6 cho biết, Chúng tôi biết về một chuyến bay đến Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp ở Nga và đang tiếp tục theo dõi tình hình chặt chẽ. Washington diễn ra trong bối cảnh Nga đã cấm các hãng hàng không Mỹ và những nước không thân thiện bay qua không phận. Động thái từ Moscow nhằm đáp trả việc Washington áp đặt lệnh cấm các chuyến bay của Nga vào tháng 3 năm ngoái, tức không lâu sau thời điểm chiến tranh Ukraine bùng nổ. Ngược lại, Air India cùng với một số hãng hàng không vùng Vịnh, Trung Quốc và Châu Phi vẫn hoạt động bình thường qua không phận của Nga, cho phép khỏi rút ngắn thời gian bay và cạnh tranh tốt hơn đối với đối thủ ở Mỹ. Tình báo Mỹ có bằng chứng về thủ phạm nổ đập Kakovka, NATO-EU tuyên bố Nga đã phạm tội ác theo NBC đưa tin, Hoa Kỳ có thông tin tình báo cho biết Nga đã cho nổ tung nhà máy thủy điện Kakovka. Theo hai người Mỹ giấu tên cho biết, chính phủ Hoa Kỳ có dữ liệu nhưng chưa có quan điểm chính thức nào được đưa ra. Cũng có thông tin cho rằng, chính quyền Joe Biden sẽ chia sẻ kết quả phân tích tình báo ngay trong vài ngày tới. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phong viên tại Tòa Bạch Ốc vào chiều thứ Ba rằng, Chính phủ Hoa Kỳ không thể nói chắc chắn điều gì đã xảy ra vào thời điểm này vì việc ai có thể chịu trách nhiệm về vụ tấn công thủy điện Kharkovka. Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu lên án mạnh mẽ vụ nổ đập Kharkovka ở Kherson do Nga chiếm đóng hôm ngày 6 tháng 6. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg viết trên Twitter ngay sau khi thông tin đập thủy điện Kharkovka bị phá hủy rằng Việc phá hủy đập Kakova gây nguy hiểm cho hàng nghìn dân thường và gây ra thiệt hại nghiêm trọng về môi trường. Charles Michael, chủ tịch Hội đồng Liên minh Châu Âu cũng cho biết, việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự là một tội ác chiến tranh rõ ràng và chúng tôi chắc chắn sẽ buộc Nga và các đặc vụ của họ phải chịu trách nhiệm. Ông tiếp tục nói rằng, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Âu sẽ được tổ chức vào cuối tháng này, viện trợ bổ sung cho các khu vực bị ngập lụt do phá hủy con đập sẽ được thảo luận. Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài như Reuters, đập Kakovka trên sông Dnipro ở Kherson, miền nam của Ukraine do Nga chiếm đóng đã bị phá hủy cùng ngày. Nga và Ukraine đều đổ trách nhiệm cho nhau sau sự cố trên. Nga-Ukraine giao tranh ác liệt dọc chiến tuyến Nga và Ukraine đã thông tin về các cuộc giao tranh lan rộng dọc theo chiến tuyến của cuộc chiến khi cuộc phản công lớn vốn được lên kế hoạch từ lâu của Kiev, được cho là đã bắt đầu. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ở Kiev vào ngày 6 tháng 6 đã báo cáo về hàng loạt cuộc giao tranh trong ngày qua, bao gồm cả giao tranh ác liệt gần thị trấn Marinka thuộc vùng Donetsk. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Nga và cảnh báo kẻ thù tiếp tục tập trung nỗ lực để chiếm đóng hoàn toàn các khu vực Lugansk và Donetsk. Trong khi đó, các blogger quân sự và quan chức Nga đã nêu bật những bước tiến bất ngờ của Ukraine trong bối cảnh giao tranh xung quanh làng Novo phía tây nam thành phố Donetsk, mặc dù những thông tin không thể được xác nhận độc lập, theo Trump Times. Cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine hiện đã bước sang tháng thứ 16, đang bước vào giai đoạn có khả năng mang tính quyết định khi Ukraine tập trung lực lượng nhằm nỗ lực phản công để giành lại các khu vực do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông của đất nước. Cuộc phản công đã được hỗ trợ bởi hàng tỷ USD vũ khí từ các đồng minh châu Âu và Mỹ. Cũng theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, hôm ngày 6 tháng 6, Nga vẫn tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine. Họ đã phóng 6 tên lửa hành trình và 8 máy bay không người lái Shahed vào các khu vực của Ukraine lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 4 tên lửa và 6 máy bay không người lái. Trong khi đó, các quan chức Nga cũng thừa nhận rằng, quân đội Ukraine đang thực hiện một nỗ lực lớn để chấm dứt nhiều thắng bế tắc trên chiến trường và xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga ở đông nam Ukraine, trong đó các lực lượng của Moscow đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công này. Tháo chạy bất thành khỏi hướng Daria, 6 xe tăng Cùng hơn 3 đại đội Nga bị tiêu diệt bởi lực lượng Ukraine. Thì hại về người và bị thương của Nga ở hướng Chapria lên tới hơn 3 đại đội, 55 đơn vị vũ khí, khí tài của địch bị phá hủy và hư hỏng. Valery Shashin, người phát ngôn của trung tâm báo chí chung của lực lượng phòng thủ hướng Chapria đã nói điều này trong chương trình truyền hình United News. Người phát ngôn nói: "Sau tình hình trong và xung quanh Bakhmut, Marinka vẫn là điểm nóng số 2." Chúng tôi khẳng định một lần nữa rằng kẻ thù sẽ tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào nỗ lực chiếm đóng hoàn toàn khu vực Luhansk. Hơn 40 trận giao tranh đã diễn ra trong ngày qua. Trong vùng tác chiến của lực lượng phòng thủ hướng Tavria, địch tiếp tục tiến hành các cuộc tiến công theo hướng Andriivka, giữ thế phòng ngự tích cực ở vùng Zaporizhia, cụ thể là ở hướng Novopavlivka và Orykov những nỗ lực chính của nó là giữ cho các đơn vị của mình luôn sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục củng cố các tuyến và vị trí của mình, bố trí các bãi mìn. Ông nói thêm rằng kẻ thù đã bắn vào các vị trí của Ukraine ở khu vực Zaporizhia 122 lần và ở khu vực Donetsk 275 lần trong 24 giờ qua. Tại khu vực Donetsk, kẻ thù đã tiến hành các cuộc tấn công với ý định đánh chiếm các thành trì của tiến vang đầu tiên, sử dụng xe tăng MLRS và pháo ống kẻ thù đã bắn phá các vị trí của các đơn vị du và các khu định cư giáp với đường tiếp xúc. Để điều chỉnh hỏa lực pháo binh, kẻ thù sử dụng máy bay không người lái, một trong số đó đã bị phá hủy vào ban đêm. Theo người phát ngôn, nhìn chung, những người bảo vệ hướng Tapria tự tin tổ chức phòng ngự, các đơn vị tên lửa, pháo binh đã thực hiện hơn 1.440 lượt khai hỏa trong ngày qua. Sơ hình nói, tổn thất của kẻ thù bị giết và bị thương ở hướng Tapria lên tới hơn 3 đại đội. Ngoài ra, 55 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự của kẻ thù đã bị phá hủy và hư hỏng. Vào đêm qua, 6 xe tăng IFV, xe bọc thép chở quân đã bị phá hủy. Theo ông, ở hướng Abdiyubka, kẻ thù đã không thành công trong việc tấn công Abdiyubka cũng như Savani và Novitsky liên kỳ. Theo hướng Marinka, quân đội của Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của kẻ thù trong khu vực Marinka, ước tính tổn thất của quân xâm lược chỉ riêng trên hướng này đã lên tới khoảng 70 người chết và hơn 100 người bị thương trong ngày qua. 17 đơn vị thiết bị của địch đã bị phá hủy. Chuyển qua một số tin tức thế giới đáng chú ý. Cựu tư lệnh NATO cảnh báo vụ đối đầu tàu chiến Mỹ-Trung có thể khơi màu cho chiến tranh. Cựu tư lệnh Đồng minh tối cao NATO châu Âu, James Stauridis, đã cảnh báo vào hôm thứ Bảy về việc tàu chiến Trung Quốc suýt va chạm với một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ tại eo biển Đài Loan, nói rằng những sự cố như vậy có thể khơi màu chiến tranh. Một đoạn video do Global News của Canada xuất bản đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cho thấy tàu Trung Quốc tiếp cận tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ và đi qua nó trong vòng 150 thước khoảng 137 mét. Việc tiếp cận gần đây diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về một số vấn đề, bao gồm cả lập trường của cả hai nước về nền độc lập của Đài Loan. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Bảy cho biết tàu Trung Quốc đã thực hiện các thao tác diễn tập một cách không an toàn. Gần tàu USS Trung Hun đang di chuyển qua eo biển Đài Loan vào ngày 3 tháng 6 cùng với một tàu khu trục của Canada, theo báo cáo từ HMCS Montreal. Vào tối thứ Bảy, ông Stavridis đã chia sẻ một đoạn clip về cuộc chạm trán gần giữa các tàu và Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA của Bắc Kinh trên Twitter. Ông Stavridis viết, là cựu thuyền trưởng của một tàu khu trục tương tự của Mỹ, tôi gần như ngừng đập khi xem video này. Đây là hành vi cực kỳ thiếu chuyên nghiệp và khiêu khích của Hải quân Trung Quốc. Chiến tranh bắt đầu từ những sự cố như thế này, Hải quân POA thật đáng xấu hổ, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Bảy cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình rằng cuộc đối đầu gần của tàu chiến Trung Quốc đã vi phạm quy tắc đi lại hàng hải trong vùng biển quốc tế, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Hoa Kỳ bay, đi tàu hoặc hoạt động an toàn và có trách nhiệm ở bất cứ đầu luật pháp quốc tế cho phép. Vụ việc xảy ra gần một tuần sau khi một máy bay chiến đấu của Trung Quốc thực hiện hành động gây hấn không cần thiết gần một máy bay trinh sát của Mỹ vào ngày 26 tháng 5. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Lloyd Austin, đã cảnh báo hôm thứ bảy trong một bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La rằng chiến tranh với Trung Quốc sẽ tàn khốc và cảnh báo Bắc Kinh không nên có thêm hành động xung quanh đảo Đài Loan. Ông Austin cho biết tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore rằng cả thế giới có lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đài Loan, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm rằng các tuyến đường vận chuyển thương mại trong khu vực được an toàn. Ông cũng cảnh báo thêm về hậu quả của một cuộc chiến tranh ở Đài Loan khi nó tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu và tự do hàng hải. Đảng Chính trị Áo công bố nhầm lãnh đạo vì lỗi đánh máy Đảng Xã hội Dân Chủ Áo SBO phải sửa kết quả bầu cử sau khi công bố nhầm người chiến thắng vì lỗi Excel. Qua điện đưa tin, SBO vào ngày 3 tháng 6 thông báo, thống đốc của tỉnh miền đông Birkenland, ông Hans-Peter Dockersil, đã trở thành lãnh đạo mới. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, SBO bất ngờ đến chính cho biết, ông Andris Babler, thị trưởng một thị trấn nhỏ, mới là người đắc cử với khoảng 52% số phiếu bầu. Matilda Klubesa, ủy viên bầu cử của SBO cho hay, các lá phiếu không khớp với kết quả được công bố dựa trên tính toán kỹ thuật số do lỗi kỹ thuật trong tệp Excel nên kết quả bị lẫn lộn. Lỗi này chỉ được phát hiện sau khi một phóng viên nhận thấy kết quả cuối cùng thiếu một phiếu bầu và thông báo cho ủy ban bầu cử của SPO. Đảng SPO sau đó đã kiểm lại phiếu và xác định ông Babler đắc cử chức lãnh đạo. Bình luận về sự việc trên, lãnh đạo mới của SPO cho rằng sai sót trong quá trình kiểm phiếu làm tổn thương tất cả những người liên quan và ông muốn nỗ lực hết mình để lấy lại hình ảnh của SPO. Iran công bố tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên, Mỹ lập tức trừng phạt. Iran vừa giới thiệu tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên được sản xuất trong nước và Mỹ ngay lập tức trừng phạt nhiều cá nhân và tổ chức ở Trung Quốc, Hồng Kông và Iran với cáo buộc hỗ trợ Tehran. Hãng thông tấn IRNA đưa tin Iran vào ngày 6 tháng 6 đã giới thiệu tên lửa đạn đạo tên lửa siêu thanh đầu tiên sản xuất trong nước có tên Fata, theo hãng tin Reuters. Động thái làm tăng mối lo ngại của phương Tây về khả năng tên lửa của Tehran. Tại buổi lễ ra mắt tên lửa Fata, Tổng thống Iran Abraham Rahisi nói rằng, việc công bố các tên lửa mới đã giúp Iran mở rộng sức mạnh răng đe, mang lại an ninh và hòa bình bền vững cho khu vực xung quanh Iran. Tuy lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Iran, ông Amirali Hajizadeh, cho biết tại buổi lễ, tên lửa siêu thanh dẫn đường chính xác Fata có tầm bắn 1.400 km và nó có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ. Theo ARNA, tên lửa Fata có thể bay nhanh hơn ít nhất 5 lần so với tốc độ âm thanh và bay theo quỹ đạo phức tạp, khiến chúng khó bị đánh chặn. Tên lửa này cũng có thể nhắm mục tiêu vào các hệ thống chống tên lửa tiên tiến của kẻ thù và là một bước nhảy vọt lớn trong lĩnh vực tên lửa. Trước thông tin này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Golan nói, Tôi nghe thấy kẻ thù đang khoe khoang về vũ khí mà họ đang phát triển chúng tôi có thể ứng phó tốt với bất kỳ sự phát triển nào như vậy, cho dù đó là trên đất liền, trên không hay trên biển là phương tiện phòng thủ và tấn công. Mỹ ngay trong ngày 6 tháng 6 đã áp đặt trừng phạt lên tới 10 cá nhân và tổ chức ở Trung Quốc. Hồng Kông và Iran đã mua các bộ phận và công nghệ nhằm hỗ trợ Tehran phát triển tên lửa đạn đạo. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson đã cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các mạng lưới mua sắm xuyên quốc gia bất hợp pháp, hỗ trợ ngầm cho việc sản xuất tên lửa đạn đạo và các chương trình quân sự khác của Iran. Phái đoàn của Iran tại Liên Hợp Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington chưa bình luận về lệnh trừng phạt của Mỹ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hdnews ptvgmail gmail com Một lần nữa, đội ngũ HGD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.